Vâng, xin chào bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thôi hôm nay mình sẽ cùng với một số anh em clan của mình sẽ test cái map mới Vinke cả le gì đấy, nói chung là le le gì đấy mình không quan tâm. Nhưng mà nói chung là nó là mới. Và bây giờ thì mình sẽ chơi. Mình chưa chơi lần nào, mình thề luôn. Mình đây là lần đầu tiên mình chơi cái map này. Nếu mà sai thì lần đầu tiên mình chơi map này ở tập kích Việt Nam nhé. Nếu mà sai thì ra đường mình sẽ nhặt được tiền. Đó, mình mặc dù mới chơi nhưng mà mình đã lựa được cái địa chỉ gọi là cái chỗ khá là đẹp luôn, khó tìm đấy. Các bạn thấy là cái map này quá hoàn hảo, như một thành phố Italia vậy. Mà không, rất tiếc là chúng ta không thể chui xuống dưới nước được. Nếu mà chui được thì hay biết mấy. Chúng ta chỉ được làm như vậy thôi, chứ chưa là nước. Đó, các bạn thấy trời âm thanh bây giờ trời đang mưa này, các bạn thấy không? Trời này mà trời mưa nó chán lắm. Quy Đinh đã cười, bố con cũng đã cười luôn. Ôi, bố con cũng đã vào. Đấy, các bạn thấy là những cái đồ họa trong game, những cái họa tiết nhỏ thôi nhưng mà người ta làm rất là chăm chú. Những cái hình đó, các bạn thấy không? Cái gì đây? Đó. Đấy, người ta làm rất là tỉ mỉ luôn, từng chi tiết một. Đấy. Ôi mẹ ơi. Thôi chúng ta sẽ đi qua chỗ khác xem vậy. Trên này chúng ta có một cái tháp chuông. Mặc dù bên trong không có chuông nhưng mà mình cứ thích gọi là tháp chuông. Rất là nhiều tháp luôn, kiến trúc Italia mà các bạn. Đấy, giống như là một cái nhà thờ vậy. Đây có cả đài phun nước nữa. Mình nằm phía trong đài phun nước. Ngày mai thì video GTA 5 của mình sẽ bắt đầu ra nhé. Mỗi ngày một số, mong anh em sẽ ủng hộ mình. Yeah. Các bạn mong gì ở những cái video GTA 5 của mình ạ? Có thể comment cho mình biết được không? Mai mình làm cho nó dễ. Rồi phát nào. Ở đây có một cái xe này. Tại vì là hầu hết anh em chưa thông thuộc map này cho nên chơi cũng rất là khó khăn. Nếu mà các bạn đã thuộc map rồi ấy, thì giống như là cái map cũ thôi, không có gì là đặc biệt cả. Mình sẽ quay trở về vị trí cũ và thử bung xem có được không. Ok. Và chúng ta nhảy được xuống dưới luôn. Một cái vị trí mà có lẽ là rất là khó khăn đấy. Chúng ta có một cái map cực kỳ rộng ở đây. Phải nói là rất rộng. Rất rộng. Đó, mình để cái bên đây là coi như là ngon ghẻ rồi. Map rộng như thế này thì anh em tìm cũng là một cái vấn đề cực kỳ khó khăn và nan giải trong cái xã hội này. Tiếp tục lại nhận được like từ anh em. Câu like. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Mình thông báo với anh em một tí. Ok. Cười phát nữa. Đấy, chỉ còn một mình duy nhất sống sót thôi. Mặc dù mình lần đầu tiên chơi cái map này. Đó. Mình lựa cái bố cục quá đẹp luôn. Bên này là sọt rác và bên kia là nói chung là chỉ còn một mình còn sống thôi. Mình cứ đi chỗ khác chơi đi. Thun đia, chúng ta like cho mình. Ván đầu tiên được 7 like, 6 like. Quá ngon. Các bạn thấy là những cái đồ vật trong này, mình nghĩ cái mức độ mà tìm kiếm trong cái map này phải nói là rất khó khăn. Như thế mà cũng giết được. Hay thật chứ. Được rồi, thôi thì mình sẽ cố gắng làm ma ván sau vậy. Đây, chúng ta có một cái dù. Cái ô hay là cái gì đấy. Mình phải để nó đẹp vào cho nó hợp. Nó sẽ bị dính hay sao các bạn ạ, không thể để lên đây được. Được rồi, thế thì như này. Âm thanh trời mưa quá như này mình cũng chả biết nói gì. Các bạn thấy trời đang mưa không? Mưa tầm tã luôn. Đợi mình tí nhá. Ok, như vậy chắc chắn là nghe cũng khá hơn rồi. Tại vì mình đang trùng chăn lại đây. Kiểu con nít hồi xưa hay làm. Như vậy có nghĩa mình nghĩ là nó vẫn rất là dễ tìm. Mình chỉnh lại vậy. Đi tìm vị trí nào thích hợp hơn. À, dưới này đây rồi. Ủa thế mà không biết. Đây, các bạn thấy không? Những anh em nào mới chơi trong map này thì xác định là không bao giờ có thể tìm được. Đó. Ba ở đây có ba hai cái dù thôi nha. Các bạn cứ lưu ý và để ý cái map một tí là không thằng nào có thể tìm được đâu.
ít nhất là 90% mình khẳng định điều đó. Đấy, trời mưa quá trời luôn cho nên mình cũng chả biết nói gì. Đi xem những anh em khác trốn nào. Là sổ rác này. Những cái chi tiết mà ở trong map này các bạn thấy là để ý nhìn rất là sắc nét luôn. Từ cái hộp đèn, đấy. Ba like. Yeah. Nó combo đầu tiên. Các bạn chỉ cần để ý một tí thôi là ra ngay những cái chi tiết mà nó bị loại bỏ hoặc là những cái chi tiết khác. Để mình đi kiếm những thanh niên còn lại nào. Ủa, ví dụ như cái toilet nào ở đây. Đó. Và cái map trốn tìm này quá rộng cho nên mình nghĩ là cái tỷ lệ người đi trốn thắng là chắc chắn là phải hơn tỷ lệ đi tìm. Ở đây có một cái cột đèn đường. Đó. Ồ, bên này nữa. Mình sẽ quay trở về vị trí cũ. Map này không bung được rồi. Cho nên đành chịu thôi. Làm luôn cho nó máu. Ồ. Ngon. Ui, chết cha rồi. Ôi. Vì anh bạn Thunder cho một phát. Mình đã thấy từ đầu rồi nhưng mà mình lại chạy lại đấy. Nhỏ quá. Quá nhỏ rồi các bạn ạ. Chơi cái chế độ trốn tìm này nếu mà rủ thêm anh em bạn bè thì nó cực kỳ vui. Hên không bằng hay mà, hay gì người ta nói là hay không bằng hên. Đúng rồi, phải chuẩn, rất là chuẩn trong cái map trốn tìm này. Những cái lúc mà hồi sinh chuyển cảnh các bạn, chuyển vật phẩm khác ấy, thì hên là một phần quyết định tới những cái mà cái vật phẩm các bạn chọn là một. Và cái vật phẩm mà các bạn cái thằng mà đang đi tìm các bạn ấy, đứng kế bên các bạn nữa thì xác định. Để xem nào, chúng ta sẽ đi soi các thành viên khác. Ok, cho một like. Trốn khá là hay đấy. Cái gì đây? À, sọt rác. Và đây là cái hàng rào. Thanh HL. Trứng chức chứng ngon. Hay là cái gì đấy chứ ngon. Tên khá là lạ các bạn ạ. Đây là một bạn Su. Bạn Phúc đã combo 2, ngon nha. Một lát nữa thôi thì mình sẽ đi tìm. Và mình nghĩ là mình nên cái video trốn tìm mình làm ít hiệu thôi. Tại vì anh em xem cũng thấy chán đúng không? Mình xem người ta làm video về trốn tìm mình cũng cảm thấy chán. Vua sinh tồn mình được 2 sao rồi. Đấy, phe phiến. Rồi, bây giờ thì tới lượt mình đi trốn nha. À, mình đi tìm nha. Mình sẽ chọn là khẩu AK. Thôi mình chọn khẩu súng gun thôi. Sóc lọ rồi, sóc cho nó sướng. Ok, mình không biết là có thể đi tìm được thanh niên nào không. Nó bật luôn đạn xuyên giáp. Nó chơi vậy thôi chứ bật đạn xuyên giáp mà cũng không có tác dụng phụ gì trong cái map này. Quan trọng là các bạn tìm được vị trí thôi. Rồi. Mười mấy giây, các bạn thấy là đợi mấy giây đầu rất là dài. Kiểu vua. Một hiệp của nó là 4 phút mấy, nếu mà anh em mà không kết thúc sớm thì 4 phút mấy. Ok. Tại vì mình cũng... Trời ơi. Chơi ngu lấy tiếng các bạn ạ. Mình rất là phục cái thanh niên trong cái tình huống đấy. Ồ. Có vẻ như là cái trình độ đi tìm của mình còn kém quá trong cái map này quá. Hay. Rồi chúng ta đi chỗ khác vậy. Chỗ cũ thì nhiều thanh niên trốn mất rồi. Bắn hơi thấm máu ấy, nhưng mà kệ. Ôi khó tìm vậy ta. Sao ở đây bác có 3 cái nhờ. Xéo thường em mới được. Ôi mẹ. Ơ đây đúng rồi, các bạn thấy là chuẩn chưa. Thấy nhiều là nghi ngay. Ở bên kia tại sao lại có thùng rác mà dính vào tường như thế này. Không sao, đây là thật. Một trong hai cái này là giả. Đấy. Ôi giời, biết ngay. Quá ngon các bạn ạ. Video mày. Rồi, để tìm tiếp nào. Chơi cái này cũng vui đấy.
Mình nghĩ cái này là ba cái này là thật hết. Rồi rồi rồi, cứ đi trốn đi các phím. Ồ, chỉ còn một thanh niên sống sót thôi. Như vậy mà có thể mà trốn thoát được ở trong cái map này các bạn ạ. Cái map này nhìn thế nhưng mà vẫn có thể dễ tìm đơn giản như vậy. Thứ nhất là các bạn phải dựa vào cái gọi là não các bạn phải nhiều iron một tí thì nó mới dễ tìm thôi. Cái gì cũng thế. Không biết là núp ở đâu. Đây à? Đây à? Mình các bạn cứ bắn đi, bắn thoải mái, đâu phải là khi nào hết máu mới chết mà. Mình còn rất là nhiều máu. Tự nhiên lòi đâu ra cái cột đèn đấy nhỉ? Khó khăn à, coi bộ khó khăn. Rồi cái xe bánh à. À, rồi có một thanh niên gọi là tiết lộ bí mật thiên cơ. Để xem nào, để xem nào. Đấy các bạn thấy là con gì ăn nhiều bánh nhất thì chỉ có con xe thôi. Rồi rồi, bắn thử vào xe xem có chết không. Không, hình như là thằng đấy chỉ nói đùa thôi. Thằng đấy chỉ nói đùa thôi chứ mình chả biết. Con bánh xe, à đi. Đúng rồi các bạn ạ. Thằng ấy là chỉ cho chúng ta đây là con bánh xe chứ không phải là xe bánh. Mà cái sọt rác này thì mình nghĩ là vẫn tiếp tục cái vị trí mà thích hợp nhất ấy. Đó. Các bạn để ý là sát sát người ngoài tí, tạo khoảng cách với tường nhá. Như thế cho nó mới thật. Rồi. Núp vào đấy là an toàn rồi. Rồi thì đi tiếp thêm chỗ khác nào. Xem có gì hay trong cái map này nữa. Và đa số game nào cũng thế thì người ta dựng map như này này. Phía trên chỉ là một cái lớp phủ thôi, kể cả GTA 5. Phía trên họ chỉ là một cái lớp phủ thôi, giống như kiểu lớp kem nền ấy. Đó, phía dưới chả có gì. Các bạn thấy không? Mặt nước nhìn nó chuyển động nhìn đẹp như này. Đó, mình sẽ chụp lại một tấm ảnh màn hình cái ấy này vậy. Nhìn cực kỳ đẹp luôn, các bạn thấy không? Như phong cảnh cái phố gì bên Italia ấy. Phố đi bộ Nguyễn Huệ bên Italia ấy. Thì nó cũng giống như vậy đấy. Thực ra mình ảo tưởng, lại mình ảo tưởng sức mạnh tí thôi chứ phố đi bộ làm gì có gì này. Chúng ta sẽ lên kia quan sát một tí nào. Mình thấy map này cực kỳ đẹp. Những họa tiết làm giống như ở một thành phố nổi trên bờ sông ấy. Phía sau lại có đồng cỏ nữa kìa, ảo vãi. Tại vì đồ họa là người ta làm chưa tới. Nếu mà phía sau họ chụp theo phong cảnh Italia 360 độ thì có khi hay hơn. Rồi, chúng ta chỉ đi tới đây thôi. Không biết là lên cao được tới nóc không. Cũng không thôi các bạn ạ, chỉ lên tới đây luôn là hết. Ở đây cho chúng ta có một cái thang. Rất là nhiều vị trí. Khó tìm ấy nhờ. Huy đã thoát đấu. Bức tượng này là bức tượng nữ thần tự kỷ này. Đấy, phía trên là chiếc smartphone. Tự do là cầm cuốn sách ở đây, còn là cái này tự kỷ tạo kiểu đồ chụp ảnh selfie ấy. Đó. Rồi, 10 giây cuối cùng rồi. Tìm cái vị trí nào ngon ngon ngọt ngọt mà ăn thôi. Ý, chết cha rồi, chết cha rồi. Hai em anh ơi. Ôi may quá. May quá, thật sự là rất là may mắn trong cái ván đấu này. Mình đã tèo ngay những giây cuối cùng tại vì mình biết là cái bên nó có một thằng rồi. Nó để ý rồi. Mình xem thanh niên bốc con này có thể bốc được cái gì nào. Bình hoa. Cái thùng chết luôn. Đây là chiếc xe, mà xe này bự vậy thì mình cũng một lai động viên thôi. Đấy, lai động viên chứ không phải là về hay, không phải là về trốn hay cái tình huống này. Bạn thấy là xe nó ăn luôn một góc ở bên tường các bạn thấy không? Bốc con núp ở đây thì đúng là chuẩn luôn. Rất khó, rất là nhiều thanh niên không để ý chỗ này. Đó. Chỉ còn hai thanh niên sống sót thôi. Đi le 1-2 đã thoát. Và nếu anh em còn xem video này cảm thấy hay thì đừng quên like cũng như subscribe channel mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video GTA 5 và tập kết của mình lần sau nhé. Yeah. Mình khá là đam mê GTA 5. Học chơi dần thôi. Quên, chưa kết thúc video mà.
chỉ còn thanh niên bốc con sống sót thôi. Và những cái dây cuối cùng tại sao mình lại không thấy cái nút điều khiển nó nằm đâu nhỉ? Hình như bị lỗi rồi các bạn ạ. Và cái nút S-coil tự nhiên lại VTC thêm vào mà nó không có tác dụng gì mới đau. Các bạn biết tác dụng của nút S-coil này là gì không? Là đến lúc nào mà ta chơi ấy, bấm vào. Đó, đang chơi đang bắn tự nho ngon lành như này, bấm vào chữ S có ấy, thụt đầu ra vào luôn cả cái danh sách hay là cái web gì của S-coil ấy. Và cuối cùng thì thanh niên bốc coi ông đã chiến thắng rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bắn tiếp theo. Ok, đây rất là dễ phân biệt. Mình sẽ đặt ở đây. Không, ở đây đi. Ở đây nó khó hơn tí. Đó. Ở đây cũng thế, đúng không? Rồi, chúng ta xem các thanh niên khác. 9 thanh niên còn lại làm ăn như nào. Ui, cái cột bự tráng, vừa to vừa dài. Ở đây gì đây, leo thang à? Không, 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 cái lọ đang sóc lọ. À đúng rồi, đang sóc lên sóc xuống à. Cái lọ bé như này mà không có trốn được nữa thì thôi chứ à, em cũng bó tay anh luôn à, anh Su à. Mình vừa đội thổ xuống cái map Italia này. Khoa Zero. Và đây là ván cuối cùng rồi nha anh em. Thôi được rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây cho nó ngắn video thôi. Chứ cái ván này dài quá mà cũng không tác dụng gì phụ gì. Đó. Không biết là cái nước, cái bối cảnh này là ở đâu ấy. Ở đâu, bên Italia hay là cái gì đấy. Mình có xem qua TV một lần rồi. Ở dưới có thuyền này. Thực sự những cái thanh niên lập trình viên ở bên China họ làm rất là đẹp. Quá chuẩn xác luôn. Mang nguyên cái thành phố Italia vào đây. Đây mình chụp thêm phát nữa làm kỷ niệm. Đừng cười xem nào. Đó các bạn thấy không? Nhìn như kiểu trong tranh ấy. Ra đây còn đẹp hơn nữa. Những cái góc phố đồ. Mặc dù họ chỉ dựng lên thôi. Những phía sau, những tấm tường này là thật ra chả có gì cả. Không có được độ chân thực và như cái này, map này. Đấy. Những cái map này đều dựng lên, đều có đế và nó làm chi tiết hẳn cho với lại những cái map có cái viền bên kia. Đó, nó có những cái phía dưới giống như kiểu lát gạch hoa ấy. Chúng ta đang đâm xuyên qua công trình. Ok, thử xem bung vào đấy có được không. Ôi, mình nhảy lên thùng rồi nhưng mà bị ấy ra, bị đá ra. Tức nghĩa là VTC đã fit lưới bung rồi anh em ạ. Kiếm cái góc nào kín dễ làm ăn. Vào đây đi. Vào đây cho nó thọ đi. Đây, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cho nó vào đây. Ok, khóa vị trí đã. Như thế là xong. Mà cái này, chỗ này thì ít anh em nào quay trở lại lắm. Tại vì một khi đi là đi luôn. Đó, chốt vào đây rồi. Ngon ghé rồi, 50 mấy giây nữa thôi. 4 thanh niên sống sót. Để xem nào, để xem trốn đâu mà cười hí hưởng vậy. À đây rồi, bé vậy mà. Không chết cũng uống nha. Để xem tiếp những thanh niên tiếp theo nào. Nhìn kia tường, khá xa. Đang chạy luôn, thanh niên đang di chuyển luôn. Không phát hiện. 31 giây. Ô, tại sao mình lại số lại nhỏ như vậy. Mắc nhỏ luôn. Mày xem được bao nhiêu kin nào. 2/4 các bạn ạ. Có nghĩa là các bạn đi tìm mới được kin, tính kin thôi. Còn các bạn nhấn được like từ các bạn bè hay là gì đấy thì cũng không được đâu. Di Vĩnh, Trung Lợi và Khoa Zero thì mình sẽ like cho chợ Trung Lợi, tại vì bạn ấy đã trốn ở cái vị trí khá thích hợp. Và mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Video này mình test 720p 60fps. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Yeah, đừng quên subscribe nha. Có sự kiện nạp gì đấy, được 2 triệu, nạp mấy triệu thì được 20 mảnh. Ngon đấy.